Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Better Cry. Abraham Lincoln, người giải phóng vĩ đại của Hoa Kỳ, tổng thống vĩ đại nhất lịch sử, người đã đưa nước Mỹ bước qua thời kỳ đen tối nhất. Trên cương vị người đứng đầu đất nước xứ Cờ Hoa, ông đã thành công xóa bỏ chế độ nô lệ và hiện đại hóa nền kinh tế Hoa Kỳ. Ít ai biết rằng, trước khi trở thành vị tổng thống vĩ đại của nước Mỹ, Abraham Lincoln từng là một kẻ làm thuê tầm thường nhất trong những người tầm thường. Vậy các bạn có thắc mắc tại sao Lincoln từ một kẻ làm thuê vô danh, bằng cách nào ông lại có thể trở thành một vị tổng thống vĩ đại nhất nước Mỹ, người đã thay đổi lịch sử của Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ tới hàng trăm năm sau không? Hãy cùng Better Cry tìm hiểu về hành trình đi lên và cuộc đời của vĩ nhân này nhé! Thuở thiếu thời của một vĩ nhân. Abraham Lincoln sinh ngày 12 tháng 2 năm 1809 tại bang Kentucky, Hoa Kỳ. Có lẽ phần đông trong số chúng ta thường được nghe về Lincoln với xuất thân trong một gia đình nông dân thất học và cha mẹ ông mù chữ, một cách giới thiệu thường để làm nổi bật những khó khăn của vị tổng thống thiên tài. Nhưng sự thật thì không phải vậy. Cha mẹ ông vốn là một chủ trang trại nhỏ ở bang Kentucky. Tuy việc kinh doanh không được ổn cho lắm, nhưng nhìn chung, gia đình Lincoln cũng không đến nỗi quá khó khăn. Ngày nay, khu trang trại vẫn bảo tồn như một phần của địa điểm di tích lịch sử quốc gia, nơi Abraham Lincoln được sinh ra. Cha ông cũng không hề mù chữ như những gì người ta thường kể. Ông thậm chí còn là một thành viên trong bồi thẩm đoàn của địa phương. Đây là một nhóm người dân có uy tín, được bầu để xét xử những vụ việc trong địa phương. Một biến cố lớn đã xảy ra với gia đình ông. Cả gia đình Lincoln đã bị mưu hại. Cha ông không thể chống lại được những kẻ có quyền lực và tất cả gia sản của gia đình ông đều bị mất hết. Cha ông trắng tay sau nhiều năm gây dựng cơ nghiệp, mọi thứ như sụp đổ đối với ông và cả gia đình. Có lẽ với việc chứng kiến sự bất lực của cha khi đối đầu với những kẻ bẻ cong cán cân công lý đã thôi thúc ông sau đó trở thành một luật sư đại tài. Sau khi gia đình trở nên trắng tay, cuộc đời của Lincoln trải qua vô vàn biến động sau sự ra đi của mẹ và chị gái, cùng với việc chuyển nhà do chiến loạn nhiều lần, đã thôi thúc ông trở thành một con người thù ghét chiến tranh, yêu chuộng hòa bình, cũng như đồng cảm sâu sắc với giai cấp nô lệ. Và điều này ảnh hưởng vô cùng sâu sắc đến sự nghiệp chính trường của ông sau này. Ở tuổi 20, những biến cố của cuộc đời từ khi còn quá trẻ đã thôi thúc chàng thanh niên Lincoln quyết định ra đi để tìm kiếm một cuộc sống mới, một cơ hội để thay đổi cuộc đời bản thân và gia đình mình. Một con người tầm thường nhất trong những người tầm thường, như chính cái cách mà ông đã viết trong cuốn tự truyện về cuộc đời mình, một gã trai kỳ dị, không bạn bè, không học thức, không một xu dính túi, bước đến với thế giới hào hoa và rộng mở. Vị tổng thống vĩ đại trong tương lai đã mở đầu sự nghiệp lừng lẫy của mình từ con số 0 như vậy đấy. Và phần còn lại là lịch sử của giai cấp nô lệ và toàn nước Mỹ. Lincoln đã bắt đầu khởi nghiệp lần đầu tiên bằng cách thu mua lại một cửa hàng tạp hóa. Tuy nhiên, có vẻ như con đường kinh doanh không phù hợp với ông. Sau một thời gian xoay sở, ông ngày càng thua lỗ nặng nề và cuối cùng Lincoln lại trắng tay. Dù mất tất cả, nhưng thất bại không khiến ông dừng lại. Nhận thấy kinh doanh không phải là lựa chọn đúng đắn, ông bắt đầu sự nghiệp chính trị bằng cách tranh cử vào nghị viện Illinois. Và đây có lẽ là quyết định quan trọng cũng như đúng đắn nhất cuộc đời của Lincoln. Ông có thể không sở hữu khả năng kinh doanh xuất sắc, nhưng nhờ lựa chọn này mà Lincoln đã khám phá ra một năng lực vô cùng tuyệt vời của bản thân. Đó là khả năng hùng biện vô cùng xuất chúng. Một chàng thanh niên, mặt còn búng ra sữa, không tiền tài, không quan hệ, không học thức, lại khiến cho những người dân địa phương há hốc mồm khi chứng kiến tài hùng biện đỉnh cao của ông. Cuốn hút, nhiệt huyết và tài năng là những thứ mà người ta phải thừa nhận ở Lincoln. Dù còn trẻ tuổi, nhưng những kiến thức xã hội dày dặn trong nhiều năm bôn ba là thứ đã giúp ông chiếm được tình cảm của những người ủng hộ. Nhưng một lần nữa, như một sự trớ trêu của số phận, Lincoln lại thất bại. Dường như cảm tình mà người dân dành cho ông đã không giống cái cách mà giới cầm quyền nghĩ về chàng trai trẻ này. Lincoln đã không thể trúng cử trong lần đầu tiên tranh cử của mình. Thất bại trong việc tranh cử không thể khiến ông buông xuôi. Để có thể sinh tồn trong thời kỳ tăm tối đó, ông đã làm rất nhiều công việc như trưởng bưu điện New Salem, rồi đo đạc địa chính. Trong suốt thời gian đó, ông vẫn say mê nghiền ngẫm những cuốn sách kinh điển về pháp luật. Trời xanh không phụ lòng người, năm 1834, Lincoln thành công trở thành luật sư và đắc cử vào Viện Lập pháp tiểu bang. Sau đó 2 năm, ông trở thành một luật sư trong đoàn luật sư Hoa Kỳ và được chuyển tới Illinois. Có được vị thế vững chắc trên chiến trường, ông ra sức tuyên truyền về chủ nghĩa nhân đạo cũng như yêu cầu bãi bỏ chế độ nô lệ,
Tuy nhiên, tiếng nói của ông hoàn toàn không có sức nặng, nên những đề xuất cấp tiến này đều bị bỏ ngoài tai. Luật sư vùng Thảo Nguyên. Từ đầu thập niên năm 1830, Lincoln là thành viên trung kiên của đảng Whig, một đảng phái với những chính sách cấp tiến như hiện đại hóa nền kinh tế trong lĩnh vực ngân hàng, dùng thuế bảo hộ để cung ứng ngân sách cho phát triển nội địa như đường sắt và tán thành chủ trương đô thị hóa. Năm 1846, Lincoln đắc cử vào Viện Dân biểu Hoa Kỳ, phục vụ một nhiệm kỳ 2 năm. Giữa vô vàn các ứng viên sáng giá khác, Lincoln vẫn đem đến sự khác biệt. Ông chính là thành viên duy nhất trong đoàn đại biểu đến từ Illinois trở thành đảng viên của đảng Whig. Trở thành đảng viên của một đảng viên theo chủ trương cấp tiến, Lincoln như cá gặp nước. Khi vừa trúng cử, ông đã ra sức khẳng định bản thân bằng cách bày tỏ lòng trung thành với đảng của mình trong các cuộc biểu quyết và phát biểu ủng hộ chủ trương của đảng. Chỉ sau một thời gian ngắn, Lincoln kết hợp cùng sự hậu thuẫn của đảng Whig, một đạo luật nhằm bãi bỏ chế độ nô lệ tại hạt Columbia đã được đề xuất. Đây chính là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Tuy nhiên, sau đó đạo luật này đã không được thông qua vì nó ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích của những người cầm quyền thời bấy giờ. Không dừng lại ở việc là một đảng viên tầm thường, với khao khát về một cuộc cải tổ nước Mỹ, Lincoln đã công khai chỉ trích Tổng thống đương nhiệm thời bấy giờ Jim Polk là một kẻ độc tài và vô dụng, chỉ lo tìm kiếm thanh danh về quân sự, một ảo vọng nhuốm máu khi ông này điên cuồng theo đuổi cuộc chiến tranh với Mexico. Bằng những lý luận sắc bén, Lincoln đã vạch trần sự dối trá của Polk khi ông này cố tình tuyên truyền rằng binh lính Mexico đang cố tình gây chiến với Mỹ. Lincoln yêu cầu Tổng thống đương nhiệm của Hoa Kỳ phải đưa ra bằng chứng xác thực về một cuộc chiến tranh được Mexico chuẩn bị. Tuy nhiên, yêu cầu này đã không được Quốc hội Hoa Kỳ thông qua. Báo chí cũng phớt lờ và vụ việc dần chìm vào quên lãng. Sự việc đã chìm xuống, nhưng Lincoln đã thực sự trở thành một cái gai trong mắt những người cầm quyền. Nguy hiểm đang rình rập ông bất cứ lúc nào. Để có thể bảo toàn tính mạng và bước tiếp trên con đường chính trường, Lincoln buộc phải xin lỗi Polk một cách công khai. Tuy nhiên, con đường chính trị của Lincoln cũng đã hẹp bí rất nhiều. Cuối năm 1846, người được đảng Whig đưa ra bầu cử tổng thống đã không trúng cử, khiến cho vị thế của đảng này suy giảm nghiêm trọng. Giữa vòng xoay của thời cuộc cùng những nguy hiểm luôn rình rập bên mình, Lincoln quyết định từ chức và trở về làm một luật sư. Tưởng như cuộc đời của con người vĩ đại này sẽ trở về với sự tầm thường trước đó. Nhưng không, sự kết thúc tạm thời trên con đường chính trị lại chính là sự khởi đầu của một vị luật sư thảo nguyên đại tài. Trở về vùng Springfield, sau khi thành công thoát ra khỏi vũng lầy của chính trường, Lincoln bằng tài năng của mình đã biến vùng đất này thành nơi công lý được thực thi công bằng nhất trên toàn nước Mỹ. Với khả năng của bản thân, Lincoln dễ dàng xử lý các vụ việc tranh chấp bị đắp chiếu từ ngày này qua tháng khác của vùng đất phía Tây. Danh tiếng của ông vang vọng khắp vùng, tiếng lành thì đồn xa, cái tên Abraham Lincoln một lần nữa xuất hiện trước tối cao pháp viện Hoa Kỳ khi ông tham gia biện hộ cho một vụ đắm thuyền do va chạm với cầu. Trên lĩnh vực luật học ông tài giỏi như vậy, nhưng ít ai biết rằng ông còn là một kỹ sư tàu thủy không phải dạng vừa. Năm 1849, ông được cấp bằng sáng chế về phương tiện đường thủy, ứng dụng cho việc lưu thông thuyền trên dòng nước cạn. Dù rằng ý tưởng này chưa từng được thương mại hóa, nhưng Lincoln là vị tổng thống duy nhất từng được cấp bằng sáng chế. Tổng cộng, trong thời gian ông giữ cương vị một luật sư, Lincoln xuất hiện trước tòa án tối cao bang Illinois trong 175 vụ án. 51 vụ, ông là luật sư biện hộ duy nhất cho thân chủ, trong đó có 31 phán quyết của tòa có lợi cho ông. Lincoln được người dân gọi với cái tên đầy thân thương, luật sư vùng Thảo Nguyên. Tiếng tăm vì sự lương thiện và công bằng đã giúp ông gây được tiếng vang cực lớn. Ngày ông quay lại với chính trường và chắp bút cho những trang sử vàng son của Hoa Kỳ đã không còn xa. Abraham Lincoln, ánh sáng cuối đường hầm cho những người nô lệ. Ngay từ những ngày còn làm luật sư, vị tổng thống tương lai đã có sự đồng cảm sâu sắc với những người nô lệ. Dưới sức tác động của Lincoln, chế độ nô lệ được xem như hợp pháp tại miền Nam dần mất đi sức ảnh hưởng ở phía Tây. Mặc cho điều này mang ý nghĩa vô cùng trọng đại, nhưng nó ảnh hưởng nghiêm trọng tới những người cầm quyền, nên Lincoln gặp vô vàn khó khăn để thực hiện khát khao về một chế độ bình đẳng. Trước sự vươn lên mạnh mẽ của phong trào xóa bỏ chế độ nô lệ, giới chức cầm quyền đã thông qua đạo luật Kansas-Nebraska năm 1854. Tất cả những đề xuất của Lincoln dường như đi vào bế tắc. Tuy nhiên, một khi cánh cửa đóng lại, thì chính là cơ hội để một cánh cửa khác mở ra.
Với tầm nhìn vượt thời đại, Lincoln hiểu rằng muốn giành được sự tự do cho những người thấp cổ bé họng, thì ông buộc phải trở thành người có tiếng nói trong xã hội, không phải chỉ ở một tiểu bang nhỏ bé, mà phải là toàn nước Mỹ. Và điều này đã thôi thúc ông quay lại với chính trường. Hợp tác cùng thượng nghị sĩ lão thành Stephen Douglas, đối thủ trực tiếp của Tổng thống Lincoln trong cuộc tranh cử Tổng thống sau này, ông đã được thông qua một số chính sách vô cùng cấp tiến về nô lệ của Hoa Kỳ. Duy chỉ có việc Douglas đề xuất cho người dân tại địa phương đó tự quyết xem họ có chấp nhận xóa bỏ chế độ nô lệ hay không thì bị Lincoln bác bỏ. Ông hiểu rằng nếu đồng ý với Douglas thì đạo luật mình mất bao năm tâm huyết để được thông qua sẽ trở thành trò hề lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ. Việc phân biệt chủng tộc ở nước Mỹ còn diễn ra vô cùng phức tạp ngay trong thời điểm hiện tại, chứ đừng nói đến thời kỳ tăm tối đó. Nếu để cho người dân quyền tự quyết thì gần như chắc chắn những người da trắng sẽ không bao giờ chấp nhận chung sống hòa bình và bình đẳng trên mọi phương diện với người da đen. Thậm chí một số nghị viên còn coi sự đi lên của người da đen chính là một tội lỗi, một sự xúc phạm những người da trắng và sẽ kéo tụt nước Mỹ trở lại hàng trăm năm. Ngày 16 tháng 10 năm 1854, trong diễn văn Peoria, Lincoln tuyên bố lập trường chống nô lệ, dọn đường cho nỗ lực tranh cử Tổng thống. Ông đại diện cho đảng Whig tham gia tranh cử tại Thượng viện Hoa Kỳ. Sau khi dẫn đầu trong 6 vòng bầu cử đầu tiên tại Nghị viện Illinois, hậu thuẫn dành cho Lincoln suy yếu dần. Để có được sự hậu thuẫn mạnh mẽ, một lần nữa, Lincoln quyết định sẽ phải thành lập một chính đảng của riêng mình. Với những thành tựu đã gây dựng cho bản thân, Lincoln đã thành công trong việc thuyết phục các đảng viên của đảng Whig rằng đảng của ông được xây dựng đi theo chủ trương tự do, dân chủ, và từ đó đảng Cộng Hòa ra đời, lịch sử nước Mỹ được sang một trang mới. Tại đại hội đảng năm 1856, Lincoln là nhân vật thứ hai trong cuộc đua giành sự đề cử của đảng cho chức vụ phó tổng thống. Chỉ một năm sau đó, Lincoln đã có bài phát biểu đầu tiên đem lại tia sáng cho những người nô lệ khi ông cho rằng mọi người bình đẳng trong màu da, thể hình, trí tuệ, sự phát triển đạo đức, khả năng xã hội. Việc phân hóa các giai cấp trong xã hội tất sẽ đi đến chiến loạn và lầm than cho người dân. Bài phát biểu như một lời hiệu triệu của ông nhằm tập hợp đảng viên Cộng Hòa khắp miền Bắc. Năm 1858, chứng kiến cuộc tranh luận giữa Lincoln và Douglas khi diễn ra cuộc vận động tranh cử vào Thượng viện. Đây là những cuộc tranh luận chính trị nổi tiếng nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Lincoln cảnh báo rằng chế độ nô lệ đang đe dọa những giá trị của chủ tiết Cộng Hòa và cáo buộc Douglas là bẻ cong qua giá trị của những nhà lập quốc về nguyên lý mọi người sinh ra đều bình đẳng. Trong khi Douglas nhấn mạnh đến quyền tự quyết của cư dân địa phương xem họ có chấp nhận chế độ nô lệ hay không. Cuộc tranh luận giữa hai người diễn ra vô cùng gay gắt, nhưng cuối cùng Douglas vẫn trúng cử vì ông đã ra sức bảo vệ quyền lợi cho những người da trắng, những người có tiếng nói tuyệt đối trong xã hội Hoa Kỳ thời điểm đó. Vận may một lần nữa đã không mỉm cười với Lincoln. Mặc cho những nỗ lực nhiều năm ròng rã đã biến vào hư vô, nhưng với khả năng hùng biện, ông đã thực sự trở nên nổi tiếng trong chính trường quốc gia. Vào đầu năm 1860, giới lãnh đạo đảng ở New York mời Lincoln đọc diễn văn tại Liên minh Copper trước một cử tọa gồm những nhân vật có thế lực trong đảng Cộng Hòa. Lincoln lập luận rằng những nhà lập quốc không mấy quan tâm đến quyền tự quyết phổ thông, nhưng thường xuyên tìm cách kìm hãm chế độ nô lệ. Ông nhấn mạnh rằng nền tảng đạo đức của người Cộng Hòa đòi hỏi họ phải chống lại chế độ nô lệ và mọi sự cám dỗ, chấp nhận lập trường trung dung giữa lẽ phải và điều sai trái. Chưa từng có ai tạo được ấn tượng mạnh mẽ như thế trong lần đầu tiên ông hiệu triệu ở một cử tọa của New York. Việc phô bày khả năng lãnh đạo đầy trí tuệ đã đưa Lincoln vào nhóm những chính trị gia hàng đầu của đảng và dọn đường cho ông trong nỗ lực giành sự đề cử của đảng để tranh chức tổng thống. Cuộc tranh cử tổng thống của con người thiên tài đã chuẩn bị bắt đầu. Những trang sử vàng chói lọi chuẩn bị được viết ra. Những người nô lệ cũng đã nhìn thấy ánh dương của cuộc đời mình. Cùng đón chờ phần 2 của video để cùng xem Lincoln đã làm như thế nào để leo lên đỉnh cao quyền lực và những cải cách của ông đã đưa nước Mỹ bước qua thời kỳ tăm tối như thế nào nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Better Cry. Mang trong mình khát khao về một xã hội bình đẳng, Lincoln đã hết lần này đến lần khác đề xuất những đạo luật cấp tiến để đấu tranh cho quyền lợi của những người nô lệ. Tuy nhiên, giữa cái thời kỳ tăm tối đó, tiếng nói của một người thấp cổ bé họng như ông hoàn toàn không có trọng lượng. Cùng với những bài phát biểu đấu tranh cho những người nô lệ, Lincoln dần đã trở thành cái gai trong mắt những người cầm quyền. Hiểu được mối đe dọa luôn vây quanh bản thân, ông quyết định phải trở thành một kẻ mạnh, một người có tiếng nói để có thể thực hiện những lý tưởng cao đẹp của cuộc đời mình. Từ đó,
viết nên những trang sử chói lọi cho Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Vậy các bạn có thắc mắc Lincoln đã làm như thế nào để đắc cử vào ghế tổng thống và chế độ nô lệ tại Hoa Kỳ đã được xóa bỏ như thế nào hay không? Hãy cùng Better Cry tìm hiểu ngay nhé! Cuộc chạy đua vào Nhà Trắng. Sau khi gây được tiếng vang với những bài phát biểu kinh điển, cũng như bộc lộ được khả năng lãnh đạo, Lincoln nghiễm nhiên nhận được sự ủng hộ của Đảng Cộng Hòa. Dưới sự thúc giục của thời cuộc, Lincoln hiểu rằng thời cơ để mình bước lên đỉnh cao danh vọng đã đến. Tại Đại hội Tiểu bang Cộng Hòa, tổ chức tại Decatur trong 2 ngày, mùng 9 và mùng 10 tháng 5 năm 1860, Lincoln nhận được ủng hộ để ra tranh cử Tổng thống. Một tuần lễ sau đó, Đại hội Toàn quốc Đảng Cộng Hòa năm 1860 tổ chức ở Chicago. Ở vòng bầu phiếu thứ 3, Lincoln đường hoàng giành được sự đề cử. Đây là quả ngọt đầu tiên sau nhiều nỗ lực không biết mệt mỏi trên con đường chính trị của ông. Thành quả này có được nhờ những thành tựu lớn lao của ông trong vấn đề nô lệ và lập trường ôn hòa giữa thời kỳ các đảng phái đấu đá lẫn nhau vô cùng gay gắt. Việc ông tham gia ủng hộ các chương trình cải thiện các vấn đề trong nước của đảng Whig trước đó cũng giúp cho con đường đi của ông bằng phẳng hơn ít nhiều. Những tưởng rằng đây sẽ là bước tiến quan trọng và dễ dàng nhất trong cuộc đời của Lincoln, nhưng những thử thách chờ đón ông mới chỉ thực sự bắt đầu. Đối đầu với Lincoln trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng là đối thủ đầy duyên nợ, Stephen Douglas, người đã chiến thắng ông trong tất cả những lần tranh cử trước đó. Dưới sự hậu thuẫn của Đảng Dân Chủ, Douglas chính là chướng ngại lớn nhất trên con đường bước lên đỉnh cao danh vọng của Lincoln. Trong suốt thời gian tranh cử, Lincoln đã không đọc diễn văn tranh cử, mặc dù tài hùng biện chính là thứ vũ khí đưa ông quay lại chính trường. Và đây cũng là sự việc chưa từng có tiền lệ trong lịch sử của Hoa Kỳ. Tại sao Lincoln không đọc diễn văn tranh cử vẫn là một câu hỏi đầy bí ẩn chưa có hồi kết. Nhưng trong suốt thời gian cuộc tranh cử diễn ra, ông theo dõi sát sao cuộc vận động và tin cậy vào bầu nhiệt huyết của đảng viên Cộng Hòa. Những người đảng viên kiên trung làm mọi cách để có thể đưa được hình ảnh của Lincoln đến với công chúng. Họ di chuyển nhiều và tạo lập những nhóm đa số trên khắp miền Bắc, in ấn và phổ biến một khối lượng lớn áp phích, tờ rơi và viết nhiều bài xã luận trên các nhật báo. Có hàng ngàn thuyết trình viên Cộng Hòa quảng bá cương lĩnh và những trải nghiệm sống của Lincoln, nhấn mạnh đến tuổi thơ nghèo khó của ông. Đây cũng chính là lý do tại sao chúng ta thường nghe đến xuất thân của Lincoln vô cùng cơ cực trong suốt nhiều năm sau này. Dù thực sự là ông sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá giả, tất cả những chiêu trò này chỉ với một mục đích duy nhất, đó là trình bày sức mạnh vượt trội của quyền lao động tự do. Nhờ đó mà một cậu bé quê mùa lớn lên từ nông trại nhờ nỗ lực của bản thân mà trở thành một chính trị hàng đầu của xứ sở cờ hoa. Chẳng có gì tuyệt vời hơn khi những chính sách lao động tự do mà Đảng Cộng Hòa theo đuổi lại được thực hiện hóa trên chính ứng cử viên của mình. Hành trình đi lên từ vũng bùn của thời cuộc bằng trí tuệ, lòng nhiệt thành và đặc biệt là tự do lao động được Đảng Cộng Hòa vẽ ra đã thực sự chạm đến trái tim của những người dân nước Mỹ. Một cây bút của tờ Chicago Tribune viết một tiểu luận miêu tả chi tiết về cuộc đời Lincoln, bán được khoảng từ 100 đến 200 ngàn ấn bản chỉ trong một thời gian ngắn. Nhiều lúc, bản thảo in ra còn cháy hàng mà chưa cần lên bày sạp. Con tim thì điều khiển lý trí, nhờ phương pháp quảng bá hiệu quả này, uy danh của Đảng Cộng Hòa đã vang vọng trên khắp nước. Các đảng phái đối lập và đối thủ của Lincoln đã suy yếu nặng nề. Lincoln trở thành ứng viên sáng giá nhất để làm chủ Nhà Trắng trong nhiệm kỳ sắp tới. Ngày 6 tháng 11 năm 1860, Lincoln vượt qua hàng loạt các đối thủ máu mặt như Stephen Douglas của Đảng Dân Chủ, John Breckinridge của Đảng Dân Chủ miền Nam và John Bell của Đảng Liên minh Hiến pháp để đắc cử và trở thành Tổng thống thứ 16 của Hoa Kỳ. Lincoln nhận được 1.866.452 phiếu bầu, trong khi Douglas có 1.376.957 phiếu, Breckinridge có 849.781 phiếu và Bell được 588.789 phiếu. Với số phiếu bầu áp đảo hoàn toàn những đối thủ, Lincoln bước lên đỉnh cao của danh vọng. Tuy nhiên, chiến thắng của ông chỉ chủ yếu dựa trên số phiếu bầu của miền Bắc và miền Tây. Cái ngày mà ông được tin trúng cử cũng chính là ngày mà những đợt sóng ngầm đầu tiên nổi lên. Nước Mỹ chuẩn bị có một cuộc vận động lớn nhất lịch sử, thách thức với Lincoln đã thực sự bắt đầu. Cuộc nội chiến Hoa Kỳ. Khi kết quả bầu cử đã là rõ ràng, những người chủ trương ly khai nói rõ ý định của họ là sẽ tách khỏi liên bang. Trước khi Lincoln nhậm chức,
ngày 20 tháng 12 năm 1860, tiểu bang Nam Carolina dẫn đầu bằng cách chấp nhận luật ly khai. Ngày 1 tháng 2 năm 1861, Florida, Mississippi, Alabama, Georgia, Louisiana và Texas tiếp bước. 6 trong số các tiểu bang này đã thông qua một bản hiến pháp và tuyên bố họ là một quốc gia có chủ quyền, đồng thời tạo ra liên minh miền Nam. Các tiểu bang Delaware, Maryland, Virginia, Bắc Carolina, Tennessee, Kentucky, Tennessee, Missouri và Arkansas có lắng nghe nhưng không chịu ly khai. Cả vị tổng thống đương nhiệm lúc bấy giờ và tổng thống tân cử Lincoln từ chối công nhận liên minh, tuyên bố hành động ly khai này là bất hợp pháp. Ngày 9 tháng 2 năm 1861, liên minh miền Nam chọn Jefferson Davis làm tổng thống đương thời. Căng thẳng leo thang đến tột độ, nhưng ở những nước cờ đầu tiên, cả hai bên vẫn chọn những nỗ lực hòa giải. Phe liên minh lợi dụng các điều khoản của những thỏa hiệp vào những năm trước đó đã đưa ra ý kiến nhằm phân chia thành các vùng tự do và các vùng có nô lệ. Điều này đi ngược lại với toàn bộ chủ trương về một xã hội bình đẳng, nơi người da trắng và da đen có thể chung sống hòa bình mà Đảng Cộng Hòa và Lincoln vẫn đang theo đuổi. Trước thái độ bất hợp tác của phe liên minh, Lincoln đã khẳng khái phát biểu rằng tôi thà chết còn hơn chấp nhận bất cứ một sự nhượng bộ hoặc sự thỏa hiệp nào để có thể sở hữu chính quyền này là chính quyền chúng ta có được bởi những quyền hiến định. Tuy nhiên, Lincoln vẫn mong muốn có thể giải quyết cuộc ly khai bằng những nỗ lực hòa bình, bằng cách bảo vệ chế độ nô lệ tại những tiểu bang đã có sẵn chế độ này. Tuy nhiên, phe liên minh thực sự không muốn tiếp tục thỏa hiệp mà muốn thiết lập một chế độ nô lệ trên toàn nước Mỹ. Và những điều họ đã làm sau đó thực sự đã chạm tới giới hạn của Lincoln và Đảng Cộng Hòa. Chỉ vài tuần trước lễ nhậm chức diễn ra, Lincoln đi xa đến mức viết một lá thư gửi tất cả thống đốc kêu gọi họ ủng hộ việc thông qua đạo luật về việc chỉ duy trì chế độ nô lệ tại các khu vực có sẵn chế độ này thay vì toàn nước Mỹ. Đây được coi là những nỗ lực cuối cùng của tân tổng thống nhằm cứu nước Mỹ thoát khỏi cuộc chiến tranh vô nghĩa. Tuy nhiên, ông đã bị ám sát nhưng may mắn thoát chết do một cận vệ đã đỡ thay ông một phát đạn. Đây chính là giọt nước làm tràn ly, đưa nước Mỹ bước vào thời kỳ tăm tối bậc nhất. Một cuộc khủng hoảng chưa từng có trên nhiều phương diện, từ kinh tế, chính trị, quân sự diễn ra thực sự là một thử thách khó nhằn cho chính quyền non trẻ của tân tổng thống Lincoln. Ngày 12 tháng 4 năm 1861, khi các lực lượng của miền Nam tấn công một căn cứ quân sự của liên bang tại đồn Sumter thuộc Nam Carolina, cuộc nội chiến Hoa Kỳ chính thức bắt đầu. Đồn Sumter nhanh chóng thất thủ. Chính quyền Lincoln bàng hoàng khi họ không nghĩ rằng phe liên minh lại tấn công nhanh chóng đến như vậy. Chỉ 3 ngày sau đó, Lincoln kêu gọi các tiểu bang gửi 75.000 binh sĩ tái chiếm các đồn binh bảo vệ Washington, đồng thời duy trì sự tồn tại của liên bang Hoa Kỳ. Tuy nhiên, tất cả các nỗ lực hòa bình của Lincoln đã đổ sông đổ biển khi những bang thuộc miền Nam liên tiếp tuyên bố ly khai ngay sau đó. Nước Mỹ bị chia thành nhiều phần, chiến loạn đã thực sự nổ ra. Dù không muốn cầm súng chống lại đồng bào của mình, nhưng trong thời thế loạn lạc, kẻ chiến bại mới là anh hùng. Lincoln quyết định sẽ giải quyết tình hình bất ổn này bằng bạo lực. Sau khi đồn Sumter bị thất thủ, Lincoln nhận ra tầm quan trọng của việc trực tiếp nắm quyền chỉ huy nhằm kiểm soát cuộc chiến và thiết lập chiến lược toàn diện để trấn áp phe nổi loạn. Đối đầu với cuộc khủng hoảng chính trị và quân sự chưa từng có, Lincoln với tư cách là tổng tư lệnh quân lực sử dụng quyền lực chưa từng có. Ông mở rộng những quyền đặc biệt trong chiến tranh, áp đặt lệnh phong tỏa trên tất cả thương cảng của liên minh, ra lệnh cầm tù không qua xét xử hàng ngàn người bị nghi là ủng hộ liên minh. Quốc hội và công luận miền Bắc ủng hộ ông. Hơn nữa, Lincoln phải đấu tranh để củng cố sự ủng hộ mạnh mẽ từ những tiểu bang có nô lệ từ vùng biên và phải kiềm chế cuộc chiến không trở thành một cuộc tranh chấp quốc tế. Tuy nhiên, những kẻ cầm quyền trong Đảng Dân Chủ lại chỉ trích cuộc nội chiến xảy ra chính là do Lincoln không chịu thỏa hiệp về chính sách nô lệ với các bang miền Nam, trong khi phe cấp tiến trong Đảng Cộng Hòa lại cho rằng ông quá ương hèn khi chậm trễ trong việc đưa ra quyết định bãi bỏ nô lệ. Cả hai đảng đều quay lưng với Lincoln, đẩy ông hứng chịu những mũi sao cho toàn bộ vận mệnh của nước Mỹ. Thế nhưng, thời thế thường tạo ra anh hùng. Bị ép bước đến cùng cực, Lincoln đã bình tĩnh chỉ đạo quân đội giành được chiến thắng, để từ từ biến cuộc chiến lịch sử tại nước Mỹ thành ban đạp để phục hưng lại xứ cờ hoa. Cùng với sự giúp sức của những danh tướng, Lincoln đã dần áp chế được phe liên minh. Chiến sự từ phía có lợi cho quân đội miền Nam đã dần xoay chiều về phía Lincoln cùng các cộng sự. Năm 1862, quân đội của Tổng thống băng qua sông Potomac tiến vào Maryland đánh với liên bang trong trận Antietam
tạo ra trận đánh đẫm máu nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, khiến cán cân chiến lược hoàn toàn xoay chiều và là cơ sở để Lincoln công bố tuyên ngôn giải phóng nô lệ. Tuyên ngôn giải phóng nô lệ. Khi cuộc nội chiến có những chuyển biến tích cực về phía mình, Lincoln hiểu rằng quyền lực của chính phủ liên bang để giải phóng nô lệ đang bị hạn chế bởi hiến pháp, mà hiến pháp từ trước năm 1865 đã dành quyền này cho các tiểu bang. Lúc bắt đầu cuộc chiến, Lincoln cố thuyết phục các tiểu bang chấp nhận giải phóng nô lệ có bồi thường, nhưng chỉ được duy nhất Washington chấp nhận. Vậy nên, trong lần cải cách này, ông bác bỏ đề nghị giới hạn việc giải phóng nô lệ theo khu vực địa lý. Ngày 19 tháng 6 năm 1862, với sự ủng hộ của Lincoln, Quốc hội thông qua luật cấm chế độ nô lệ trên toàn lãnh thổ liên bang. Tháng 7, dự luật thứ 2 được thông qua, thiết lập trình tự tài phán để tiến hành giải phóng nô lệ của những chủ nô bị kết án ủng hộ phe phiến loạn. Dù không tin Quốc hội có quyền giải phóng nô lệ trong những lãnh thổ các tiểu bang, Lincoln phê chuẩn dự luật để bày tỏ sự ủng hộ dành cho ngành lập pháp. Trên cương vị Tổng Tư lệnh Quân lực, Lincoln hiểu rằng ông hoàn toàn có thể sử dụng quyền hành của mình để thông qua các luật pháp về giải phóng nô lệ. Ngay trong tháng đó, Lincoln thảo luận với nội các về nội dung của bản tuyên ngôn. Lincoln coi bản tuyên ngôn sắp được công bố như là một biện pháp quân sự cần thiết và thích đáng, và mọi cá nhân bị xem là nô lệ trong các tiểu bang thuộc liên minh từ nay và vĩnh viễn sẽ được tự do. Ngày 22 tháng 9 năm 1862, tuyên ngôn giải phóng nô lệ chính thức được thông qua. Ước nguyện cả đời của Lincoln đã thành hiện thực. Từ đây, Hoa Kỳ sẽ là một mảnh đất bình yên, nơi có sự chung sống hòa bình của tất cả các dân tộc. Từ ngày 1 tháng 1 năm 1863, bản tuyên ngôn chính thức có hiệu lực trên toàn nước Mỹ. Được sự ủng hộ của những người nô lệ trên khắp cả nước, quân đội liên bang càng tiến sâu về phía Nam, càng có nhiều nô lệ được tự do, cho đến hơn 3 triệu nô lệ trong lãnh thổ liên minh được giải phóng. Có lẽ quyết định thông qua tuyên ngôn giải phóng nô lệ chính là quyết định sáng suốt nhất cuộc đời Lincoln, đưa nước Mỹ bước sang một trang thời kỳ mới, thời kỳ của sự bình đẳng và phát triển. Kết thúc phần 2 của video, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về những nỗ lực của Lincoln để có thể bước đến đỉnh cao của danh vọng. Lịch sử nước Mỹ đã được sang trang sau tuyên ngôn giải phóng nô lệ. Tuy nhiên, nước Mỹ vẫn ở trong cuộc chiến loạn và thời kỳ tăm tối nhất lịch sử. Cùng đón chờ phần cuối cùng của video để xem Tổng thống vĩ đại Lincoln đã làm như thế nào để cải tổ nước Mỹ nhé! Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Better Cry. Tuyên ngôn giải phóng nô lệ đã mở ra những trang sử vàng cho nước Mỹ, đồng thời đưa Lincoln bước lên đỉnh cao danh vọng. Tuy nhiên, mặc cho việc toàn thể nô lệ trên nước Mỹ được vĩnh viễn tự do, nhưng cuộc nội chiến vẫn chưa kết thúc. Cái hố đen của thời cuộc vẫn đang cuốn Hoa Kỳ ngày càng lún sâu. Đứng trước những ngã rẽ của thời đại, nước Mỹ đang chờ đợi vị tổng thống của mình đưa ra những quyết sách đưa đất nước thoát khỏi tình trạng khủng hoảng. Một cải tổ lớn chuẩn bị được diễn ra. Chiếc lò xo mang tên Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ đã nén hết cỡ, chuẩn bị bung hết sức để tạo ra những bước nhảy vọt đến hàng trăm năm. Vậy rốt cuộc nội chiến Hoa Kỳ đã kết thúc như thế nào? Nước Mỹ dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Lincoln đã được cải cách ra sao? Hãy cùng Better Cry tìm hiểu nhé! Sự kết thúc của cuộc nội chiến Hoa Kỳ. Tháng 7 năm 1863, binh đoàn Potomac dưới quyền George Smith thắng lớn trong trận Gettysburg, tạo ra bước chuyển biến quan trọng nhất trong cuộc nội chiến Hoa Kỳ, từ đó hoàn toàn bẻ gãy những nỗ lực tấn công của phe liên minh. Đội quân liên bang dưới sự chỉ đạo của Lincoln đã thành công có được sức ảnh hưởng khổng lồ trên toàn nước Mỹ. Trên chính trường, Lincoln cũng nhận được sự ủng hộ tích cực từ bên trong đảng để có được vị thế chính trị vững chắc. Mọi chuyện diễn ra vô cùng thuận lợi với Lincoln, đặc biệt là sau khi ông có bài phát biểu tại nghĩa trang Gettysburg chiều thứ Năm, ngày 19 tháng 11 năm 1863, tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia tại Gettysburg, Pennsylvania, lễ cung hiến các chiến sĩ đã hy sinh trong cuộc nội chiến được diễn ra vô cùng trang trọng. Lincoln điềm đạm bước lên bục phát biểu. Chỉ với 271 từ trong bài diễn văn kéo dài 3 phút này, Lincoln nhấn mạnh rằng đất nước được sản sinh không phải năm 1789 mà từ năm 1776, được thai nghén trong tự do, được cung hiến cho niềm xác tin rằng mọi người sinh ra đều bình đẳng. Nước Mỹ đã được sinh ra ngay từ cái ngày mà bản tuyên ngôn độc lập được công bố. 13 bang thoát khỏi ách nô lệ của nước Anh. Căn nguyên của một nước Mỹ vững mạnh là độc lập và tự do. Giờ đây, nếu muốn đưa nước Mỹ thoát khỏi hố đen của thời cuộc và phát triển vượt bậc, duy nhất đó là xây dựng một quốc gia tự do, dân chủ. Lincoln cho rằng
chiến tranh là sự hy sinh đấu tranh cho nguyên tắc tự do và bình đẳng cho mọi người. Giải phóng nô lệ là một phần của nỗ lực ấy. Ông tuyên bố rằng cái chết của các chiến sĩ dũng cảm là không vô ích, rằng chế độ nô lệ sẽ thất bại và cáo chung. Tương lai của nền dân chủ sẽ được bảo đảm và chính quyền của dân, do dân, vì dân sẽ không lụi tàn khỏi mặt đất. Lincoln đúc kết rằng cuộc nội chiến có một mục tiêu cao quý, sản sinh một nền tự do mới cho dân tộc. Những lời lẽ đanh thép của ông ngày hôm đó đã đi vào sử sách và trở thành dẫn chứng chân quý nhất cho nhiều đời tổng thống sau này. Áng văn hào hùng được Lincoln chắp bút đã truyền thêm động lực cho những người nô lệ dũng cảm đứng lên chống lại sự áp bức. Quân đội dưới sự chỉ đạo của ông hăng hái tiến công, trong khi quân đội miền Nam ngày càng lâm vào khó khăn. Những ngày cuối cùng của cuộc nội chiến Hoa Kỳ đã đến rất gần. Sau buổi lễ tưởng niệm thay đổi lịch sử ấy, quân đội của Lincoln đã gây ra những thiệt hại nặng nề cho quân đội miền Nam dưới sự lãnh đạo của tướng Lee bởi chiến dịch tiêu hao Overland. Do không có nguồn lực dồi dào, đạo quân của Lee cứ hao mòn dần qua mỗi trận chiến, trong khi quân đội liên bang càng đánh thì càng mạnh. Dưới sự chỉ đạo của Lincoln, những cơ sở hạ tầng của phe liên minh mặc sức bị phá hoại không chút thương tiếc. Những nông trang, đường sắt và cầu cống của liên minh miền Nam phút chốc biến thành những đống đổ nát, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển kinh tế. Từ đó, chặt đứt nguồn tiếp viện dồi dào của đội quân dưới sự chỉ đạo của tướng Lee. Quân đội liên minh hoang mang đến tột độ, tướng Lee không có hậu phương vững vàng cũng dần mất phương hướng. Các đạo quân tinh nhuệ của Lincoln thoải mái tiến về phía Nam, thọc sâu vào trận địa được quân đội miền Nam thiết lập. Ngày 1/4/1865, một trận đánh lớn đã nổ ra giữa quân đội liên bang và liên minh miền Nam. Cuối cùng, chiến thắng trong trận đại chiến này thuộc về quân đội liên bang dưới sự chỉ huy của Lincoln. Chính phủ liên minh miền Nam tan rã hoàn toàn, buộc phải sơ tán tứ phía. Lincoln đến thăm thủ đô của liên minh khi vừa bị thất thủ. Người da đen được tự do chào đón ông như một vị anh hùng, trong khi người da trắng tỏ vẻ lạnh lùng với tổng thống của phe chiến thắng. Vào ngày 9/4/1865, tại làng Appomattox Court House, tướng Lee đầu hàng trước quân đội liên bang, kết thúc cuộc nội chiến. Lịch sử nước Mỹ được sang trang, cuộc tái thiết của Lincoln chính thức bắt đầu. Cuộc tái thiết Hoa Kỳ. Với những chiến công gây dựng trong cuộc nội chiến, uy danh trong đảng của ông ngày một nâng cao. Là chính trị gia lão luyện, Lincoln không chỉ có khả năng đoàn kết tất cả các phe phái chính trong đảng Cộng Hòa, mà còn có thể thu phục rất nhiều thành viên của đảng Dân Chủ. Để có được những nước đi táo bạo đó, ông dành nhiều giờ trong tuần để đàm đạo với các chính trị gia đến từ khắp đất nước và sử dụng ảnh hưởng rộng lớn của ông để tạo ra sự đồng thuận giữa các phe nhóm trong đảng, xây dựng hậu thuẫn cho các chính sách của ông và đối phó với nỗ lực của các phe phái đối lập đang có mưu đồ đẩy ông đến vực thẳm. Gần một năm trước khi cuộc nội chiến Hoa Kỳ kết thúc, tại đại hội đảng năm 1864, Andrew Johnson là người được chọn để đứng cùng liên danh với Lincoln. Với kinh nghiệm từ cuộc bầu cử lần thứ nhất không mấy êm đẹp, khi đó là một trong những nguyên do dẫn đến cuộc nội chiến Hoa Kỳ, Lincoln hiểu rằng có được sự ủng hộ của đảng Cộng Hòa là chưa đủ. Nhằm mở rộng liên minh chính trị, đồng thời lôi kéo các đảng viên Dân Chủ và Cộng Hòa, Lincoln tranh cử dưới danh nghĩa của Đảng Liên Hiệp Quốc gia Tân Lập. Quả đúng như những gì ông dự liệu, chỉ một thời gian ngắn sau quyết định đó, gốc rễ của Lincoln bị lung lay dữ dội khi quân đội dưới trướng ông liên tục thất trận. Giữa lúc cả nước Mỹ đang nghĩ đến việc vị tổng thống của mình không thể tái đắc cử, thì một viên tướng thuộc Đảng Dân Chủ đã chủ động tiếp sức cho Lincoln. Nhận được nguồn viện trợ dồi dào từ những người tuyên bố không đội trời chung với mình, quân đội của Lincoln liên tiếp thắng trận. Tầm ảnh hưởng của ông một lần nữa được thiết lập trên toàn nước Mỹ. Ông thắng lớn trong cuộc bầu cử và một lần nữa trở thành người đứng đầu Nhà Trắng. Ngày 4/3/1865, Tổng thống Lincoln chính thức bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai bằng một bài phát biểu về nhân quyền và sự tự do đi vào sử sách. Một cuộc cải tổ chính thức được bắt đầu. Thời điểm Lincoln tái đắc cử, cuộc nội chiến Hoa Kỳ đã dần đi đến hồi kết. Bằng những phương thức cấp tiến tại thời điểm đó, ông cùng các cộng sự đã đem đến ánh sáng và hy vọng cho những người nô lệ đang phải lạc lối ở phía Nam. Tại các bang miền Nam được quân đội của Lincoln giải phóng, họ đã được phép tái hội nhập, chế độ nô lệ được bãi bỏ. Người Mỹ đã có thể bắt đầu mơ về một đất nước thống nhất, một xã hội bình đẳng. Sau khi tướng Lee cùng quân đội liên minh đầu hàng, Lincoln cũng vô cùng nhân từ. Bằng cả con tim của mình, ông sẵn sàng tha chết cho những kẻ đã gây biết bao đau thương cho nước Mỹ. Trong mắt của Lincoln, những con người này đáng thương hơn đáng trách. Họ chỉ là những con người tội nghiệp đang lạc lối trong cái hố đen của thời cuộc,
mà chưa thể tìm được lối ra. Mang trong mình khao khát về một nước Mỹ thống nhất, vị tổng thống vĩ đại nhất lịch sử đã liên tục thúc giục về một cuộc bầu cử trong hòa bình. Các bản tuyên cáo ân xá của ông với những tướng lĩnh của quân đội miền Nam cũng liên tiếp được công bố như một lời khẳng định về lý tưởng của Lincoln cho một tiến trình hòa bình hóa. Dưới sự ảnh hưởng của tuyên ngôn giải phóng nô lệ với đại đa số lãnh thổ nước Mỹ, Lincoln gia tăng áp lực, yêu cầu quốc hội ra một bản tu chính đặt chế độ nô lệ ngoài vòng pháp luật trên toàn lãnh thổ. Lincoln tuyên bố rằng một bản tu chính như thế sẽ giải quyết dứt điểm toàn bộ vấn đề và đó sẽ là tiền đề để nước Mỹ một bước nhảy khỏi cái hố đen của thời cuộc. Cuối cùng, bằng những nỗ lực không biết mệt mỏi, cái ngày mà Lincoln mong chờ đã tới. Ngày 6 tháng 12 năm 1865, niềm mong ước cả đời của Lincoln cuối cùng cũng đã thành hiện thực. Bản tu chính đã được thông qua, trở thành tu chính thứ 13 của Hiến pháp Hoa Kỳ, lịch sử nước Mỹ chính thức bước sang trang. Những nỗ lực hòa bình của Lincoln đã thực sự hiệu quả. Nền kinh tế và sản xuất nông nghiệp cùng công nghiệp nặng phát triển năm nào đã dần lấy lại được vị thế trên toàn nước Mỹ. Đạo luật National Banking cho phép thành lập hệ thống ngân hàng quốc gia, cung ứng mạng lưới tài chính dồi dào trên toàn quốc, cũng như thiết lập nền tiền tệ quốc gia. Với tham vọng về một nền kinh tế nhiều thành phần, chính quyền chủ trương bán đất cho người dân với giá rẻ để họ mặc sức phát triển. Nhưng tất nhiên, mọi sự phát triển của người dân đều được chính phủ tính toán và kiểm soát một cách có kế hoạch. Giáo dục cũng vô cùng được lưu tâm. Những tuyến đường sắt kéo dài, nối liên Hoa Kỳ rộng lớn ngày càng nở rộ, biến nước Mỹ thành một công xưởng theo đúng nghĩa đen của toàn thế giới. Các tiểu bang trước đó ly khai cũng dần hợp nhất trở lại với nước Mỹ. Hợp chủng quốc Hoa Kỳ một lần nữa được hợp nhất và mở rộng. Trong sự phát triển thần kỳ đó, công đầu chắc chắn thuộc về Tổng thống Lincoln, người anh hùng giải phóng nô lệ, người tập hợp được nhân dân toàn nước Mỹ đưa nước xứ cờ hoa bước từng bước vững chắc trên con đường bá chủ thế giới. Cái chết của Abraham Lincoln, nỗi đau nước Mỹ. John Quapus, hung thủ của vụ ám sát tồi tệ nhất lịch sử Hoa Kỳ, vốn là một diễn viên vô cùng nổi danh, nhưng thực chất là một gián điệp của phe Liên minh đến từ Maryland. Mặc dù trong danh sách gián điệp của Liên minh không có tên hắn, nhưng hắn lại có một mối liên hệ vô cùng mật thiết với những thành phần không chịu đầu hàng và thỏa hiệp sau khi cuộc nội chiến kết thúc. Năm 1864, Wood lên kế hoạch bắt cóc Lincoln để đòi thả tù binh Liên minh. Nhưng sau khi dự buổi diễn thuyết của Lincoln vào ngày 11 tháng 4 năm 1865, Wood giận dữ, thay đổi kế hoạch và quyết định ám sát Tổng thống. Biết được Tổng thống cùng phu nhân sẽ tới nhà Hartford để dự buổi lễ mừng chiến thắng cùng một số tướng lĩnh cấp cao, Wood cùng đồng bọn lập kế hoạch ám sát Phó Tổng thống Andrew Johnson, Bộ trưởng Ngoại giao William Scott và tướng Grant. Ngày 14 tháng 4, Lincoln đến xem vở kịch Our American Cousin mà không có cận vệ đi cùng. Đến phút chót, thay vì đi xem kịch, Grant cùng vợ đến Philadelphia. Lợi dụng cơ hội Tổng thống ngồi trong lô danh dự mà không có cận vệ bên cạnh, khoảng 10 giờ tối, Wood lẻn vào và bắn vào sau đầu của Tổng thống từ cự ly gần. Thiếu tá Henry Rathbone chụp bắt Wood nhưng hung thủ đâm trúng ông và trốn thoát. Sau 10 ngày đào tẩu, người ta tìm thấy Wood tại một nông trang ở Virginia, khoảng 30 dặm phía nam Washington DC. Ngày 26 tháng 4, sau một cuộc đụng độ ngắn, Wood bị binh sĩ liên bang giết chết. Về phía Lincoln, sau khi ông bị bắn vào đầu, ông lập tức rơi vào cơn hôn mê. Sau cơn hôn mê kéo dài 9 giờ, Lincoln từ trần lúc 7 giờ 22 phút sáng ngày 15 tháng 4. Thi thể của Lincoln được phủ quốc kỳ và được các sĩ quan liên bang hộ tống dưới cơn mưa về tòa Bạch Ốc trong tiếng chuông nhà thờ của thành phố. Phó Tổng thống Johnson tuyên thệ nhậm chức lúc 10 giờ sáng ngay trong ngày Tổng thống bị ám sát. Suốt 3 tuần lễ, đoàn tàu hỏa dành cho tang lễ Tổng thống mang thi thể ông đến các thành phố trên khắp miền Bắc, đến các lễ tưởng niệm có hàng trăm ngàn người tham dự để tưởng nhớ con người đã chắp bút cho những trang sử vàng của nước Mỹ, đặt nền tảng cho một hợp chủng quốc phát triển tới sau này và mãi mãi. Cả cuộc đời vì đất nước, vì dân tộc, vì những người nô lệ. Giờ đây, ông đang ngã xuống như những giai thoại về cuộc đời thiên tài, sẽ mãi thuộc về lịch sử, sẽ mãi ghi dấu son trong những trang sử vàng của nước Mỹ và thế giới. Ông được vinh danh là Tổng thống vĩ đại nhất nước Mỹ. Cuộc đời và sự nghiệp của ông đã hóa huyền thoại. Kết thúc phần 3 của video, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về cuộc đời của một vĩ nhân trong các vĩ nhân. Vậy các bạn có nhận xét gì về cuộc đời của con người thiên tài này? Lincoln xứng đáng là một nhân vật tài đức vẹn toàn
hay chỉ là một kẻ đi lên bằng những mưu mô chính trị? Hãy để lại ý kiến và cùng Betterright bàn luận nhé! Cảm nghĩ của bạn sau khi xem xong video này là gì? Hãy để lại comment ở phần bình luận bên dưới nhé! Hãy subscribe để theo dõi các video khác trên kênh mình nhé! Tương tác thêm với chúng mình trên Facebook tại fanpage Betterright khám phá thế giới nhé! Link của page mình có để ở phần mô tả và top comment bên dưới nhé! Ngoài ra, nếu bạn thích thú với những câu chuyện về thế giới kinh doanh, hãy ghé Betterright thương trường kỳ chuyện, nơi có những câu chuyện về thế giới kinh doanh cực kỳ thú vị. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!